thì bà có thể bắt đầu cưa cái cây sao lớn này nha cái nhà. Bà có thể cầm cái thước theo đoạn đo luôn, 3 mét, 3 mét, 3 mét mấy nha. Dây chọi tấm dây điện luôn đi chứ đường ơi. Họ nhánh xuống vậy. Nhánh nó xuống dưới á, chọt nhánh nhỏ vô khó ra lắm. Mét 2. Xem lấy được 3 lóng không nha. Hai cái cây này nhánh thì nó gieo qua cái nóc của ngôi, cái cổng của chùa này cái nè, với lại cái nhà kế bên và cái miếu phía bên trong này nữa, nên những phần nhánh bao cần phải cột dây treo lại hết. Giờ cũng 4:21 rồi cái này. Ba cái thằng đo nên hơi lâu. Giờ ngay giờ học sinh tan học nữa cả nhà. Quá trời xe kìa. Xe với người đi bộ. Ra cổng đứng ở chứ đường ơi. Học sinh nó đi vô á. Ủa dịch dây chưa chứ được. Cũng hên hay là cái nóc của cái cổng nè cả nhà, làm bằng tôn. Nếu làm bằng ngói thì phải cẩn thận hơn nhiều lần. Đây to nó rớt nó quẹt quẹt không sao, ngói thì sợ quẹt cái nó bể.
xe hai đầu luôn. Nhìn sau lưng con ấy chứ đừng ơi. Sao ba cái thằng đang leo có con ong quá trời to luôn mà nó bỏ rồi. Ong vò vẽ cả nhà. Ô nó văng kìa. Nhảy ghê thiệt chứ. Ba cái đơn tiếp tục đo lại mình lấy thì mình lóng 3 mét nữa. Từ từ hết chết cô ơi. Đem vào đây con cũng được. Để hồi nó tan. Lấy à. Mà con mình đang kéo cũng như lỡ luôn nha. Anh chàng một cái nhánh của keo ngoài đang treo treo mấy cái nhánh trong. Chưa anh Hiền ơi, chưa anh Hiền ơi, cột nhánh anh Hiền ơi. Ba cái đồng cột theo một nhánh nữa cả nhà.
tính cột rút hai cây vô chứ, chập vô cái nè. Mình hồi là cắt mấy nhánh của cây ngoài này nữa. Video trước thì ba cái thằng có leo cưa tỉa cành mấy cây bên kế bên đó cả nhà, thì đã máng cái sợi dây luộc lớn vô lên trên nạn của cây kế bên nè, hồi ba cái thằng cột treo mấy cái lóng của cây sau bự đó xuống. Thêm khúc chứ đường ơi. Công dây nhỏ dưới người không ba? Thấy kéo ngoe gì đó, chọc vô nhớ đi rồi. Còn con nhỏ lên kia được không? Rớt xuống cái nóc nha, rớt xuống cái cổng chùa, chúng cái miếng toàn làm một bụp. Nãy mà rớt gặp mà ngói mà nó rớt vậy là nó bể đó cả nhà, mà hên nhờ to anh, to nó không bể. Hên nó gài lại không chụp kịp.
lại nãy hay vậy? Nhóm lên cái nữa mới được rồi. Cởi lên miếng tôm. Chắc bạn cần leo xuống đường mở dây ra cái này. Mở dây cho cây nó bung ra. Hết nhánh phim này cái nó nhẹ cả nhà, nó xả dây ra nó không bung, không bung nhiều hết đó. Nãy nó còn nhánh thì nó hở ra rất nhiều. Cái cọng này thì nãy đã máng lên cái nạn trên của cây kế bên nè. Cái cọng với cái đọt này sao nữa, nó dài quá nè cái nhà. Với lại cái cọng dây mà treo á thì cái nạn này nó thắt quá nè, cọng dây quá dài, cộng thêm cái nhánh nó dài nó thì sợ nó xuống tới cái dây điện. Và cái đồng có cục hờ cái sợi dây lỡ lên trên đang treo cái nhánh nó lại trước. Quăng vô ở trong khuôn viên chùa cả nhà. Để cho anh Hiền kéo. Anh Hiền hoặc là chú Đường kéo. Ủa. Có cái đồng quăng ra ngoài phía ngoài. Dây bự đã bỏ chứ Đường ơi. Bất nhánh nè.
đồ gớt cái ổ, gớt cái ổ ong xuống. Nó bỏ lâu rồi. Chú Đường thì có Toàn thì đang kéo cái sợi dây nhỏ, còn anh Hiền thì đang xả sợi dây lỡ xuống. Ở trận nó gãy nó gớt cái nhánh nó xuống anh Hiền ơi. Hết chạy ba ơi, thúc phụ ba ơi. Đọt dữ á, đọt dữ á. Trời ơi, kéo cái đọt dữ khỏe không chết vậy. Cái đàn ông về cái con chim con gì vô vô đây làm ổ luôn nè cả nhà. Nè, con sụt gác nè. Ủa cái lỗ nó bự hết sức bự. Ở ngày sau á bên kia mà bà Hoa kêu chú Đường với anh Hiền dẹp cái bàn bên đây. Thôi con Toàn tính cắt ba cái đọt cho nó rất tự do á cả nhà. Nên nhờ anh Hiền với chú Đường của Toàn dần kia dời cái bàn nè. Cắt mấy cái nhánh ở trên luôn. Cái xe cái thù thì con ơi. Treo lại rồi anh Hàng ơi. Chắc là cái đợt này ba con thấy còn lớn còn to quá nên không có dám cắt tay xuống được. Mình phải cột dây dây lại cái nhà. Dạ, giục cái lông đó nha. Lòn qua cái cây sao á. Rút dây nhỏ quăng lại ba, dưới dây điện rồi, lọt kẽ dây điện rồi. Thì gớt nhánh kìa.